Tâm nhỏ à, em phải tư duy một chút à, qua cái vụ việc này mình nói chuyện là mọi người nói chuyện ở một cái trình độ cao hơn xíu, Chuyện đúng gì? không? Nên là mình phải còn Chuyện gì mà hả nói trình độ cao? Dạ con chào cô anh Vũ. thâm nhập Thấy anh, chuyện gì mà nói trình độ cao? nó thăm dò, nó vô đây ngồi mà nó không không hiểu ở các anh chị trong room nói chuyện gì hết. Nói chung là hôm nay đi một ngày, đi hôm nay là một ngày thu hoạch tương đối là tốt, là bởi vì nhờ hôm nay thì có thể thấy là dạ chào chị Văn Cao, chào mọi người. Hôm nay mới thu hoạch mới thấy là ba que hôm nay nói chung là lực lượng rất là mạnh, phải nói là hôm nay là ba que đi rất là đông, tính ra cũng đến 3, 4, 5, 6 người gì đó, lực lượng là tương đối Khoan, mạnh. khoan, khoan, bây giờ nè, coi Haru bình luận câu nè, đi nhậu tôm càng mà không rủ anh em là hiểu là tình hình là tình bạn sao rồi ha. À, mà hiểu rồi. Con bị tụi nó ba mặt cô Bạch Yến ơi, tụi nó lóc, tụi nó báo cáo ạc của con nên phải đổi tên chính chủ luôn, mất tên đó rồi, giờ con đổi tên chung tươi tắn thành mập mẫm mỉm hay là béo bụ bẩm luôn rồi. Ăn tôm càng không rủ ai hả? Trời má ơi, ăn ăn sữa chua luôn. Rồi hiểu luôn. À, chào anh Việt Nam. Rồi anh em nói tiếp, đang nói dở anh chặn họng thiệt tình. Nói là hôm nay Rồi là cái lực hết. lượng của Ba Que theo theo anh em thấy là em vẫn thấy lực lượng Ba Que rất là mạnh đó anh Bình Dương. Tính ra cũng 3, 4, 5 người gì đó. Mà không thấy vứt Mạnh chứ. mạnh mà không vứt cờ gì lên hết. Cũng qua đây cũng phải nói với mọi người là cái đừng không có tin, không có nên tin tin vô mấy cái mà luận điệu mà là xuyên tạc, giống như kiểu là hôm nay là Ba Que xuống đường đi biểu tình nhiều lắm, hay là có thấy thằng Ba Que quái nào đâu đi biểu tình nhiều lắm, đồng bào lên cái gì, đồng bào cả nước rồi cái gì đồng lòng rồi đổ chính quyền gì. Hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh không có, theo em biết là thành phố Hồ Chí Minh không có nè, Hà Nội không có nè, Nha Trang với Bình Dương bạn em báo cũng chẳng có nè. Nghe đâu là ở Hà Tĩnh thì mấy thằng cha xứ giật 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 gì đó, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng cũng mất tiêu luôn rồi. Cha xứ cũng kêu mấy cái thằng kêu vào mấy cái thằng xì ke mà tí vô á, nhưng mà giờ cũng chả làm gì nữa. Nói chung là Đúng mọi đúng người không có nên tin vậy, bởi vì là cái thằng William Nguyễn là nó cầm theo 1,7 triệu đô á thì nó bị bắt rồi, thì cái tiền đó nó đã đang bị đóng băng rồi, lấy tiền đéo đâu ra cho tụi nó đi biểu tình yêu nước gì đâu, mà có tiền thì mới yêu nước, còn không có tiền thì không yêu nước. Cái chuyện đó thì mọi người ai cũng thấy rồi. Sáng nay là phải nói là anh em đứng ở ngoài chỗ nhà thờ Đức Bà thì thấy là rất là vui mừng với cái cách làm việc của lực lượng công an, cũng như là một số một vài phòng ban trong đơn vị của cơ quan chức năng đó thì họ làm rất là bài bản chuyên nghiệp. Trên thực tế là đừng đừng có nói là ta que mình người dân đây, điện thoại mình còn không dám cầm lên mình quay nữa chứ hả, nói chi là hả, mấy thằng ba que chui chui. Bởi vậy hôm nay mới có cái chuyện là anh em tôi tổ chức đi ăn mừng cho cái ngày này thì cũng chả cái gì, mấy thằng ba que nó chết từ 43 năm trước rồi, hôm nay đi ăn mừng cũng chẳng phải là mừng là tụi nó thất bại. Tôi hôm trước tụi nó ăn mừng là tụi nó sầm lông ba lát tụi nó làm thôi, chứ mình cần gì phải làm cái đó, mình nói không phải đi ăn mừng mà là đi 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 về mệt thì ghé đi ăn thôi chứ ăn mừng gì. đúng rồi, đúng rồi đó Thảo Lê Văn, bọn nó yêu tiền chứ yêu nước gì. Nhưng mà có một cái là yêu tiền mà trên tiền thì lại có bác, thì chứng tỏ cũng gọi là gián tiếp yêu bác rồi, nhưng mà nó từ chối, nó nói là không yêu bác nhưng mà là yêu tiền hả. Hôm nay Tân lương anh Bình Dương kế hoạch nha, cái đó mình không bàn nhiều. chào chú Phan, hôm nay vui lắm, vui nhất là cái đoạn mà có một vài bà
có lẽ là dân quan Đắk Lắk, lên được gặp anh Bình Dương. Gặp anh Bình Dương khi mà đứng quay phim rồi bị lại nhắc nói nhà không có tivi, luận điệu của mấy đứa ba sọc trẻ trâu quá bận, bởi vậy nói Cho hả, anh hai học hỏi. bởi nói hả, hỏi đứng đó lần quân chút xíu nữa được sẽ được lên xe thùng. Dạ chào chị, chào chị Mary. Đó thì con cũng nói đó cô Thảo Nguyên, tiền hôm nay bị thằng William Nguyễn là nó nằm một đống đó rồi. Còn hồi nãy lúc em lên em nghe mọi người nói mà lọc lì đúng không? Lọc lì làm gì có chuyện được Ừ. thả. Lọc lì là không có Đâu chuyện có thả. đâu. Ngọc Ly ra khởi tố tạm giam 4 tháng rồi làm gì thả? Chào hoa triệu. Tạm giam nó chỉ là một cái hình thức để mà điều tra thêm thôi, còn trên tinh thần đó là thằng đó thì nằm tù là cái chắc rồi, không chạy đâu được đâu, không có chuyện thả đâu. Xe 7 Chào chỗ cái anh Tuấn. gì Fortuner. Còn hồi nãy nghe Haru nói là tôi đi ăn tôm càng đúng không? Lấy đâu ra tôm càng mà ăn? Việt Nam là đang khổ mồ luôn. Chỉ có ba que anh Mỹ mới sướng thôi. Ôi. Thôi hôm nay giờ chú Hùng Phạm vô rồi thì nói chung là mình hôm qua thì có lỡ nặng lời với chú quá, nhưng mà thôi hôm nay mình không chửi chú nữa, phải nói là cũng là tội nghiệp ra tội nghiệp chú rồi, sau một cái thời gian mà để dành dụm tiền bạc thì chú cũng đã tốn kém cho ngày tuần trước rồi, mà tuần này lại lại bị tốn kém nữa, không biết là tiền đó giờ chừng nào mới đắp đủ lại được nữa. Tình hình toàn quốc hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh ổn định anh Chu, nhưng mà như nghe nói là ở ở Hà Tĩnh có các cha xứ dịch vật gọi là giáo dân đi từng hành Một vài chứ còn thôi, một vài không đáng kể. chứ còn về đa phần là yên bình. Tại vì nói chung là Thành phố Hồng Phạm. có chú Hùng Phạm vô hôm qua cũng nghĩ lại, mình tối hôm qua về nghỉ luôn, bởi vậy em nói người có lòng chắc ẩn anh Dương. Tối hôm qua nghĩ lại mà thấy chửi chú Hùng Phạm nặng quá, mình thấy mình bứt rứt trong người. Nó qua nó ngủ ngủ được đâu, 3 giờ mấy mới ngủ được. Nghĩ cảm thấy nói nặng lời chú đau lòng quá, tại chú có nhiều cái nỗi khổ trong người nữa. Nỗi khổ của chú thì Nói nó chung là cũng dạ. Anh nói đi em nghe nè. cũng thông cảm cho anh Hùng Phạm, với em cũng chia sẻ anh Hùng Phạm như thế này. Anh Hùng Phạm ơi, mình cũng tuổi cao sức yếu, máu đôi lúc nó cũng lưu thông không có kịp đâu ha, nên đôi lúc mà anh lên anh tạo cái cảm tình này nhiều hơn, mình tạo cái nghiệp đi để cho mình máu mình nó lưu thông từ từ, mà chứ đừng có anh gây những cái ức chế mà máu mình nó dồn cục với lại đó, nguy hiểm cho sức khỏe của Nói mình chú nha. Hùng Phạm nghe nè, giờ chú Hùng Phạm đang để cái cờ Avatar Mỹ á đó, rồi với lại chú Hùng Phạm mới nói ba que để thông não mấy người không có não, là chú đang thông não cho mấy cái thằng ở bên bên Mỹ giùm đi, chứ bây giờ á chú biết sao không, mấy chú không có về Việt Nam được, những cái thành phần như mấy chú là không có về Việt Nam được. Giống như hồi nãy mấy bạn tắt con vô trong cái nhóm chat mà có Hùng Lân á nói chuyện, mà con thấy là không cần nói, mấy bạn nói không, con chẳng nói gì á, phải nói làm chi mấy cái đứa đang ở bên Mỹ, nó đâu có về Việt Nam được đâu, mình chấp làm gì, dám về được về hay không, rồi được về rồi có dám về hay không nữa đó, nên là bởi vậy giống như người như chú thì con không có chấp nữa. Mà chú thích thì chú cứ nói thoải mái đi, tại tinh thần là cái đất nước này là đang ở thể chế Việt Nam Cộng Hòa của chú là chết rồi, còn hiện giờ là do Đảng Cộng sản lãnh đạo không, nên là có cái Việt Nam, ở Việt Nam đang có cái chính sách là cho đại đoàn kết dân tộc cho những người như chú hay ấy, nhưng mà con nói là con không có theo cộng sản, con nói thẳng luôn con không có theo cộng sản đâu, là tại vì cái chính sách đó là con không có theo được, đó là chính sách của đảng đưa ra là như vậy đó, thì
Đảng muốn đại đoàn kết dân tộc đúng không, thì mọi người ai muốn đoàn kết chứ, còn mấy thằng ba que ở đây cũng đập nó bỏ mẹ nó luôn chứ đừng có nói đoàn kết. Cái đó là con không có theo được, con không theo được. Đảng con là theo chính sách của đảng nhưng có những cái con không theo được, đó là một trong những cái con không theo. À, chắc chắn như 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 chú là bây giờ con đang xưng hô nói chuyện đàng hoàng là tại con không muốn chửi giống như hôm qua nữa, chửi như hôm qua tự nhiên con thấy cái giá trị con người của mình nó thấp xuống vì mấy thằng qua que không đâu đến đâu. Ăn buổi tối chủ nhật vui vẻ nha. Đàn áp dân biểu tình cả thế giới đều biết. Bây giờ con nói chú nè, con thấy là chú hình như là chú khác hùng lưng, là chú chắc là có quốc tịch Mỹ rồi đúng không? Chú làm cái kiểu nào đó chú ăn vạ lên thượng viện hay hạ viện của Mỹ ấy, chú kêu Mỹ nó qua đây đánh Việt Nam thì cái tội việc đàn áp biểu tình đi, chú thấy được không? Hay chú kêu cái nhỏ Emily ấy, nó làm cái gì căng căng lên một chút chứ cứ lên lên Facebook ngồi khóc với nhau làm cái gì? Không, không phải, tại vì Trung không có hiểu Emily. Emily á, chẳng có một cái chút gì đó, thấy không, lên là đeo len nè, nó diện đồ lên nói ra rã luôn để tìm một gọi là chọc tức cái chỗ điển hình, giống như cỡ anh đồng phạm mà anh không bình tĩnh anh lên máu anh đứt luôn á. Còn ở cá nhân em á, là em thấy á, là cái việc hôm nay xảy ra như vậy á, nói chung là một cũng là một cái cú tát dư luận vô mặt của chú Hùng Phạm á, nhưng mà chú Hùng Phạm đừng có buồn, bởi vì nói chung là cái chuyện này hôm nay xảy ra thì hôm nay hồi chiều con ngồi uống bia đó, nhưng con cũng nghĩ đến chú luôn á, thề con có nghĩ đến chú luôn, trong bàn con nhắc đến chú hoài luôn á. Chứ chú đừng có nghĩ là hả mọi người ganh ghét chú, không phải là mọi người, không phải là mọi người trên diễn đàn ganh ghét chú đâu, mà không phải chỉ diễn đàn này đâu, nhiều diễn đàn khác không phải là người ta ganh ghét chú đâu, nhưng mà hả nhớ chú lắm, Cảm thương chú lắm ơn. luôn bộ hả. Ở trong bàn nhậu á mọi người nhắc chú hoài à, con nghe anh mấy anh bạn con anh nói má cái thằng chó Hùng Phạm này nọ con nói thôi được rồi đừng có nhắc đến chú nữa, cản ngay lập tức, người ta nhớ chú, người ta thương chú đó chú bộ. Còn cá nhân con là con thấy cái việc mà hả cái việc hôm nay á nó là nỗi đau của mấy người mà đang ở bên Mỹ như chú á, cứ cứ hàng tháng phải không, phải hàng tuần thì phải, con nghe nói hàng tuần hay là 2 tuần gì đó là mình phải làm một cái đại nhạc hội, xong rồi mình quyên góp đồ 100, 250, 100 gì đó, không biết chừng nào mới được đến 1,7 triệu để mà lấy tiền đó. Bây giờ ám ảnh luôn, đúng ám ảnh khổ nhất luôn, ám ảnh cuộc đời luôn á. Vì dám đánh cái thằng đó hả, con nói chú á cũng khổ lắm, bây giờ không biết chừng nào nó mới về Mỹ gặp lại chú luôn á. Chứ chú đừng có nói là thằng William Nguyễn gì đó, mình kêu tên tiếng Việt của nó đi cho dễ, thằng đâu có tên tiếng À, Việt. đó là Nguyễn Anh. À Nguyễn Anh hả, à cái thằng đó nó, chú có coi báo Mỹ không, chú có mấy bình luận của người Mỹ người ta nói không, người ta đã nói rồi không có lấy cái tự do, cái kiểu tự do dân chủ ở Mỹ để áp đặt vô nước khác được, đúng không? Và khi mà anh dám anh đi qua nước người ta, anh can thiệp vô cái việc chính trị nội bộ của người ta thì anh phải tự chịu trách nhiệm với hành động của anh. Nói chung là cái tương lai thằng đó được bắn pháo bông là sáng lắm luôn á. Chú biết bắn pháo bông là gì không? Là nở hoa đấy, nở hoa đó, tướng tá ngon lắm, chắc chắn được nở hoa. Nghe chú. Đồng phạm ơi, đơn cử điển hình cho anh xem là một chàng sinh viên của Mỹ đó đi qua bên Đó chú lại Triều chửi Tiên đó. đó, chú Hồng Phạm, chú thấy không, con nói chuyện với chú rất là nhu mì đàng hoàng mà chú lại chửi, chú chọc cái miệng con á hả, chú biết rồi con mà lôi chú chửi ra, con đâu có chửi giờ, con đâu có chửi chú không đâu, con chửi đến bố mẹ chú luôn mà. Hôm nay mình đã Nhưng nói mà con rồi, nói rồi, mình hôm đã nay là thay cái ngày đổi. vui của tụi con thấy cái tụi ba que nó không có ấy lên được. À quên nữa, ăn mì rồi hôm qua chú nói với con á, chú quen nào về xử rồi mà con quên, sợ chết mẹ luôn. Nhắc đến chuyện xử mới nhớ, À. hôm qua con nghe chú nói là chú quen nào về xử không à, giờ sáng giờ đứng mà đó, giờ sáng giờ không thấy ai hết, mà con khôn lắm chú, sáng nay con khôn lắm, con sợ chú kêu người về xử, sáng nay con cứ thấy anh an ninh hay anh cảnh sát cơ động nào với con lại đó, con đứng kế bên. Ở Việt Nam á là nói chung là tình hình an ninh mọi thứ nó đều được ổn định, nó tốt quá, nhưng mà tại vì mình nếu mà mình sợ mà có người mà có ý định mà muốn hù dọa hay là
giết mình gì đó thì mình có thể nhờ đến lực lượng chức năng, công an, rồi cảnh sát an ninh gì đó bảo vệ mình. Sáng nay con thấy an ninh con đứng lủi vô liền đó, coi con nhìn xung quanh có anh nào đến tấn công Phải không. anh không phải để anh nhắc lời chung cái anh Hùng Phạm ơi, anh nói chính xác rồi đó. Tại vì thằng 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 Will Will Nguyễn này nó đâu có lông đâu mà đụng anh, đụng vô thịt nó không à, không có đụng vô lông nó. Anh nói là chính xác luôn rồi đó, em đánh chính thêm là đụng vô thịt nó không chứ không đụng vô lông Sao nha, vậy? nên anh khỏi phải lo. Ngon quá. Nữa anh Hùng Phạm mà ngày hôm qua em đã nói anh rồi đúng không, anh hỏi tại sao mọi người ta không tôn trọng anh thì Đó. nói hỏi xem lại cái hành động của mình Đó, đi, anh thấy không? rồi cái bây giờ Mới chờ chửi anh làm cha tôi tỉnh nữa chung rồi trần lần nào vậy? Để tôi coi lại coi đó. chửi cha Không, cái chuyện đó để đó đúng không, bây giờ anh phải xem lại mình đi đến nơi đâu mà mình đi đến đó là vậy. Chán quá cái gọi không? là Những người mà lớn rồi gọi là có cái tầm nhận thức có đấy. quá kém. Mà mình thôi, mà nói chung là mình không có nên cuốn vô cái việc mà bị chửi của chú, tại nói chung là chú đang có bị kiểu như bị kích động anh Bình Dương. Ừ. Chú đang bị kích động Thôi nên mọi người nên là mọi người để có chú gì hãy thông anh cảm Hùng cho mình chú, thông cảm cho chú rồi có thể hãy thông cảm cho chú Hùng, là bởi vì chú Hùng đang bị kích động cái chuyện hôm nay đối với chú nó quá lớn đi. Chú ăn sữa chua không? Con còn hủ đó nói nè, chung chú ăn không? anh chào Anh Bình Tân Dương hỏi cho chú ăn sữa hôm nay chua là không? Con còn hủ nè, còn đó mới luôn, chưa xé mạt luôn, chú ăn không cho chú nè, chứ con thấy chú khổ quá à. Ở bên đó không biết có sữa chua ăn không nữa. Bên đó thì có đồ thôi ăn xíu nhiều qua đây lắm mà nhiều cái chú khổ quá đó. Mà thôi, chú khổ à, cũng kệ mẹ chú đi, con ăn cái đó. anh Hùng Phạm ơi à, anh nhắc là Bắc Hàn chưa dám đụng tới cái công dân Mỹ, đúng rồi đâu có dám đụng đâu anh, người ta gọi là khi đi chai chén là khi về ngồi xe lăn á, rồi về cuối cùng là không nói được tiếng gì luôn anh, đúng rồi nó đâu dám đụng, nó không dám đụng, đúng chính xác anh nói chính xác à, Nam Hạng đâu dám đụng đâu, khi đi qua thì tự đi mà khi đi về á, thì tới tới bốn à, bên Mỹ thì để coi sáu người khiêng à, khi đi thì tự động đi mà khi về thì có sáu người khiêng đúng không anh Hùng Phạm, Nam Hạng nó đâu Đúng rồi, dám hôm qua đụng, con chửi nó vô đâu mặt dám chú đụng. rõ ràng vậy mà chú không biết hả? Chú không nhớ hả? Hôm qua con chửi vô mặt chú đó nên hôm nay con mới nói là thôi, không chửi Dạ nó cũng không có nhớ mình Tư, nó cũng thả nó chạy, nhưng mà khi đi thì thanh niên đi ngon lành lắm, khi trả về thì sáu người người phải dìu đó, bài học anh mới vừa đâu có lâu đâu anh Hùng Phạm, anh hãy xem lại đi nha, nên cái chuyện Will Will Nguyễn nè anh khỏi phải lo, nhà nước không có đụng vô sợi lông nó đúng, tại nó không có lông đâu, đụng đụng vô thịt nó thôi à, anh yên tâm đi ui ha, rồi chú Hồng Phạm nói kìa, anh dám mời chú Hồng Phạm lên không, con đại diện con trả lời luôn, ở cái diễn đàn này hay bất cứ diễn đàn khác không ai dám mời chú với Hùng Lân với Jason Bùi nữa đâu, không ai dám mời nữa, thề sao dám mời được. anh biết tại sao là không mời anh không? Anh biết tại sao không mời anh không? Lên Thứ tuyên nhất truyền là toàn những cái gì đâu không. nói nó không có nghĩa là mình nói nó phải dựa trên cái một cái cơ Không sở có căn nào để mình cứ. nói, cái thứ hai nữa là cái nhận định mình nó có nhận định khách quan đúng không? Còn anh lên đây anh đặc biệt anh Hùng Lân này hay là Jason Bùi nè, chỉ có cào phím đi ở đây người ta mới 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 trả lời cho anh, chứ còn không mời anh lên cái điều đó chắc chắn luôn. Bây giờ chú thấy không, chú nói nãy giờ chú ngồi chú nói ở dưới nè, chú chửi nhưng mà mọi người vẫn tôn trọng chú nè. Có một số anh chị hơi tức giận á thì người ta chửi Cái chú tên thôi, chứ con là con không chửi chú nữa. Lý Quân Tiễn rồi ghê nha Chú sao chú kỳ à, quá rồi, sao chú Hồng Lân à, chú Hồng Phạm nói chú nghe, chứ cứ hỏi đi hỏi lại dám mời tôi lên không, người ta đã nói không dám rồi, người ta sợ chú lên chú nói nhảm không, mà chú biết không, người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh á, chứ lên đây mà chú bị điên rồi chú ngồi chú xả ra mớ tào lao nữa, rồi không lẽ gì cho mọi người nghe sao. Chú ngồi ở dưới đây chú ghi là đã thấy là cho là coi như tốt mà, chứ sao sợ sao không sợ. Mấy thằng điên ma que bên đó nhiều lắm, con không biết chú có bị điên không, nhưng mà con thấy là với cái tầm nhận xét của con cảm thấy là cái độ điên của chú là đỉnh cao luôn á, chứ không phải là điên thường đâu. Đúng rồi, sợ lắm, sợ ghê lắm.
Sự thật là có một cái thằng nó về đây nó quậy, nó bị hốc đầu rồi chú. Ủa gì chú có sợ sự thật không chú? Chú có sợ sự thật không? Chú có sợ sự thật hay không mà chú cứ kể chuyện chú xuyên tạc tùm lum hết vậy? Chú không sợ sự thật thì chú đừng có xuyên tạc. Chú xuyên tạc lung tung sao bung á. Lại chửi người ta hèn. Con nói chú nè, trước khi chú nói người ta sợ hay nói người ta hèn, chú phải nghĩ đến bản thân chú trước. Chú là cái người mà bỏ quê hương đất nước chú đi, chú trốn chạy mà chú kêu người ta hèn. Chú phải nghĩ đến bản thân mình trước. Mình là cái thằng hèn, mình là cái thằng nhát, mình là cái thằng hèn nhát, đúng không? Mà mình lên đây mình nói người ta sợ mình, người ta hèn. Khi người ta đang ở lại đây mà chú nói hèn. Nhiều lúc thấy chú ngộ ghê luôn á. Bây giờ chú muốn hỏi chuyện gì chú lên đây đi, tôi trả lời cho chú, là trả lời bằng cái việc là có căn cứ, có lời nói đàng hoàng, chứ đừng có nói chung 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 cái kiểu dẫm ta lên hay không. Ai mà cho chú lên mà lên, buồn hết sức, buồn người lớn rồi mà sao cái suy nghĩ ấu chỉ dữ vậy không biết nữa. Ai Cho anh Quý Nhàn, anh Quý Nhàn nghe nói là không, xem đã thường nói thích chú anh không có xem được bóng lên, hay là chú à, quên là chú già rồi, chú chat cũng chậm hơn người ta nữa, làm sao mà chú ngồi dưới chú nói được. Chú chỉ thuộc cái dạng giống như Hùng Lưng copy paste thôi, chứ còn bây giờ mà kêu chú mà chat chat sao chú bấm được, đúng không? Nhưng mà cũng cái đó cũng kệ mẹ chú, không ai cho chú lên đâu. Cái đó là những cái điều mà đó là cũng không quan trọng, không cho chú lên đâu nha nha. Chị Hà My, chị đừng có bưng cái bô nữa, chị ấp vào đầu ổng nữa chị Hà My, đừng có bưng nữa. Chị cứ bưng bô gì, bưng bô đủ rồi thì đắp vô đầu ổng đi. sao em chăn gao thoát cả thoát vô hoài ạ à? Hay mình nói chuyện khác đi anh Bình Dương ơi, đừng nói sâu vô ông Hồng Phạm này nữa, tại vì ổng cứ ngồi ổng sàm sàm không à, nói gì mất thời gian của mình không cần thiết mình phải nói vậy. Cái việc mình đang cần nói, cái việc như hôm nay là biểu tình là không thành công, cái việc mà chúng ta làm để cho mọi người có ngày mai có cái cảm hứng để làm công, để là lao động là vinh quang đấy chứ. À, thì nói chung mình chỉ nói sơ vậy qua thôi, còn bây giờ Không mình quay lại là cái cô chú ở đây mình đã nắm được cái thông tin là sáng nay nó như thế nào chưa? À, hồi nãy hình như là có chú Cầm nữa, có chú Cầm và chú Tư ở đây, thì cũng biết là hai chú cũng rất là quan tâm đến tình hình mấy ngày nay ở Việt Nam, thì hai chú cũng lo lắng. Thì con cũng báo chú luôn, mà nó thật ra là chuyện cũng không có gì ghê gớm ấy, là sáng nay khi mà nắm được bên lực lượng công an là đã nắm được cái thông tin là có một số đối tượng tổ chức quậy phá, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của thành phố vậy á, thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân là kiểm soát tình hình ở mọi khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, không có để cho cái tụi nó quậy được. Thì mấy bận mà que que mà mới nhóm nháo lên, hay là định cầm điện thoại rồi dạ nó không cho em để tên tư tắn lên ơi đó, thì tụi nó muốn cầm điện thoại hoặc là mấy Chúc luôn. phim với mục đích là quay để đưa những cái hình ảnh mà không có không có thật về cái đất nước Việt Nam của mình đó, thì đã được bị lực lượng an ninh với các lực lượng khác ngăn chặn và bắt giữ. Thì nói chung là cái ngày hôm nay là tụi nó không có làm được gì hết. Đó là nói để cho mọi người, cô chú hay là các bạn mà đang đang ở trên diễn đàn, hoặc là mọi người đang ở bên nước ngoài có thể nghe và biết, nắm được tình hình Việt Nam mà tránh tránh được tránh phải nghe những cái luận điệu xuyên tạc của quần chúng về tình hình Việt Nam, là Việt Nam bị đàn áp, hay là Việt Nam người dân đang đi biểu tình, là không có.
Hôm nay là tình hình ở Việt rất là Nam yên mình rất ổn. yên ổn. Cô Hoa và anh Tư thì ở thành phố Hồ Chí Minh về an ninh là rất là siết chặt. Và đặc biệt cái mừng là cái đáng mừng nhất đó là cái người dân của mình họ hiểu ra được vấn đề, họ không còn hiếu kỳ như từng trước nữa. Đúng, Nên hôm về nay nhìn những cái cái buổi đoạn hiếu kỳ á, thì cũng phải nói thêm là khi mà có một số đối tượng mà chuẩn bị manh nha, là chuẩn bị phá gì đó, thì đi ngang qua người dân, có người dân họ có quay đầu họ nhìn, nhưng mà họ chạy xe đi luôn chứ họ không dừng lại xe lại như trước đây. Trước đây á, thì họ thấy ồn vậy là họ dừng lại, họ nhập vô đoàn để họ xem, nhưng mà bây giờ là họ không có thấy làm gì nữa. Thì bản thân là được cái sự mà tuyên truyền trước của cơ quan chức năng là đưa ra, là nói là không nên tập trung với cái bọn mà phản động lưu vong, gây ảnh hưởng xấu đến cái tình hình an ninh trật tự trong nước, thì người dân cũng đã nắm được tình hình và tránh né, không để cho bọn xấu lợi dụng. Nên là cái việc đó thì không có sao hết. Mắc cười nhất là có một số người ở bên Norway thì vẫn có cái tư tưởng là bài cộng bài và bài chung mà thân Mỹ á, nên là bây giờ còn có cái tư tưởng là hả, bị thế giới cấm, Việt Nam sẽ bị thế giới cấm vận. Cái gì mà cấm, Việt Nam bây giờ thì bộ giống như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa hay sao, suy nghĩ ấu trĩ thế. nên là hôm nay là coi như thành phố Hồ Chí Minh một ngày rất là yên bình và trở lại những cái ngày chủ nhật bình thường vốn dĩ Sài Gòn như những năm tháng trước, đúng không? Chủ nhật là vẫn yên bình, người dân vẫn đi dạo phố, một số thì đi họ đi tham quan. Cái việc mà hôm nay là đi biểu tình này ra cũng không thấy ai, nhưng mà cái việc mà mọi người đi ra đường để đi chơi cũng rất là nhiều, bởi vì lẫn quẩn ở trong cái khu vực mà tụi nó định quậy á, thì có thôi, chứ còn ở những khúc ngoài thì chẳng có ma nào quậy, người dân thì vẫn đi chơi, đi nghỉ cuối tuần rất là vui vẻ. Bản thân tụi con là sau khi mà đi theo dõi tình hình ở ở các khu vực, thì mới nhìn lại và thấy rằng mới nhìn lại và thấy là hôm nay giống như là cái ngày mà để cho anh em tụ tập với nhau, đi 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 ăn nhậu vui vẻ, cũng tụi con cũng coi như cái ngày hôm nay là cái ngày nghỉ ngơi của tụi con luôn. Nên nói chung là, mà chú Hùng chú cũng đừng có lên đây chú tuyên truyền nữa, chú lên đây chú làm cho người ta cảm thấy là những cái người mà chạy vượt biên như chú á, cái đầu nó quá hạn hẹp, nó không không có được suy nghĩ được được nhiều hơn như thế. Còn nếu mà chú mà dám về Việt Nam á, à quên, chú đâu dám về đâu, chú sợ về Việt Nam bị cộng sản bắt, chú là cái đéo gì đâu mà người ta bắt chú. Chú phải nghĩ được như vậy. Chú nói là chú không có liên quan gì đến quân đội hết, chú chỉ là cái thằng vượt biên thôi, thì ai mà bắt chú, với lại giờ chú có quốc tịch Mỹ rồi, không, chú về đây chú coi như chú đi du lịch thôi, ai bắt chú làm cái gì, đúng không? Nhưng mà có vấn đề là chú dám về và chú dám hơ lên cho người ta biết là chú đang ở Việt Nam hay không thôi. Chứ chú về đây đi, con dẫn chú đi ăn tôm càng, hồi sáng nay con với anh Bình Dương đi ăn tôm càng nè, ngon lắm. Nói cho dữ vô, nói cho dữ vô. Gì? Bây giờ không phải đó, bây giờ như như thế này nè anh Hùng Phạm, đúng không? Bây giờ đó đã nói rồi, anh thức cũng lớn tuổi, đúng không? Bây giờ anh nhìn về Việt Nam, anh muốn chia sẻ những cái thông tin vui vẻ giống như ở đây á, như tụi em nè chia sẻ với anh Tư Tân Bình nè, hay chia sẻ với anh Lệ Minh, hay chia sẻ với cô Nguyễn Hoa nè, đó những cái gì cảm thấy vui hơn không? Tại sao anh phải đi anh làm gì chi cho nó mệt vậy? Chọc cho mọi người ta chửi mình là một, cái thứ hai nữa á, mình nghe hồi cảm thấy hồi mình tức lên chi vậy?
đúng không? không phải Anh làm gì anh đâu có được cái gì đâu, cái anh không có làm câu được mà đâu, chú Mười nói với chú Hùng anh làm Vạn, gì có cộng chịu sản là ác quỷ đánh đập người dân biểu tình sẽ bị thế giới cấm vận á. Rồi, con thấy là sau khi chú nói câu đó con tự nhiên con nghĩ đến chú, con cảm thấy chú đáng thương nhiều hơn là đáng đáng trách luôn á. Giống như là cái chú bị mụ mị đến cái mức độ là hả, bất cứ cái gì mà chú nhìn thấy trước mặt chú á, đều là kẻ thù, đều là cộng sản đó. Khổ lắm chú ơi, chú đừng có như vậy nữa, đúng không nè? Mặc dù chú không còn là người Việt Nam nữa nhưng mà người ta vẫn là thương thương chú lắm, khổ lắm. anh ngồi đó, anh cứ ngồi anh cứ suy nghĩ những cái điều ảo tưởng của anh không à, đúng không? Anh phải nhìn lại cái vấn đề là bây giờ nó như thế nào, đúng không? À, em đang ăn Bây giờ nói thẳng là anh đã nói sữa rảnh chua. rồi, bây giờ anh đi không anh hết à. Chú không sợ sao chú trốn? Chú không sợ sao chú trốn cộng đồng viên, rồi chú lại trốn cả, con nghe nói là trốn cả nghĩa vụ lao động, mà trốn cả nghĩa vụ quân sự, rồi chú còn trốn vượt biên nữa, mà chú kêu chú không sợ. Chú không sợ mà hôm trước kêu chú về Việt Nam, cái chú nói hả, thôi chú Việt Nam, mất công Việt Nam mà chú bị Việt Cộng bắt, mà chú kêu chú không sợ. Còn chú nói cái chuyện mà Việt Nam sẽ bị cấm vận, bộ chú có cái quyền quyết định đó hả? Chú có quyền quyết định Việt Nam sẽ bị cấm vận hả? Mình nói cái gì mình cũng phải có căn cứ. Người muốn chửi chú ngu nhưng mà chú càng nói chú càng cho người ta thấy là chú ngu mình ghê luôn đó nha. Chú làm thiệt nhiều cái khó chịu thiệt. Việt Cộng không chết được đâu, chừng nào chú nói Việt Cộng chừng nào chết đi chú về. Việt Cộng không chết được, chú không về, chú chết bên Mỹ mẹ rồi còn đâu. Vậy chú phải truyền lại cho đời con đời cháu chú biết đó là chừng nào Việt Cộng chết mấy đứa hay về đó, rồi không bao giờ là mấy đứa con nhà chú được về, mà về Việt Nam luôn á. Cái điều mà Mình về sống là chắc chắn là không về được rồi, đúng. Nên bây giờ kể cả bây giờ cái tuổi của anh rồi thì làm sao anh có được cái đâu, anh còn chưa biết được đâu. Không chừng ngày mai anh mà đi lãng vảng nhiều khi mấy mã giác súng đã ê thầm xong phim. à. Như vậy là anh đang nói về cái vấn đề súng đạn của Mỹ. Em tin tức là cái chuyện súng đạn của Mỹ là một đất nước mà tự do về 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 súng ống á, thì cái khả năng sống chết của chú. Thôi bạn Quỳnh Trang, bạn đừng có kích động mình chửi chú Hùng Phạm nữa. Chú Hùng Phạm là một đối tượng rất là sức là đáng thương, mà hôm nay là chú Hùng Hôm Phạm nay đang bị thôi cú đi, sốc á, mình mọi chuyện là mình phải mình không có nên chửi chú nữa. mình có nên nghĩa là mình nên mình nói chung là mình chịu chịu nên chịu có một cái tù sự thông cảm cái này. tương đối lớn dành cho chú Hùng Phạm. Hôm nay chú nói chung là chú cũng đang bị một cú sốc. Cái chuyện sốc thì mọi người biết rồi đó. Việt Nam mà yên bình thì chú bị sốc thôi. Nhưng mà con nói là chú sốc hôm nay thì cũng là sốc nhẹ thôi, nên là chú hãy giữ cái sức khỏe đi, tại vì chú đang còn sốc nhiều lắm. Sắp tới Việt Nam nữa, đang lên nữa, chú sốc nhiều lắm. Ý. Con nói cho chú nghe nha. Cái lực đặc khu là chắc chắn thông qua. Nha, chính phủ và quốc hội sẽ có những cái biện pháp mà làm cho cái lực đặc khu nó chắc chắn lại và đưa ra để cho người dân người ta cảm thấy là được, là khu nó có những cái điều tốt đẹp xây dựng đất nước. Cũng chưa biết chừng là khu sẽ cho Trung Quốc thuê hay không, cái chuyện đó chưa biết, nhưng mà chắc chắn là có rất nhiều nước tham gia vào, và hiện giờ là Mỹ chưa có tham gia được á. Chú đừng có nghĩ Mỹ là cao siêu quá nha, Mỹ cũng chỉ là thiếu nợ thôi, Mỹ đang nợ Việt Nam nữa, chú cũng đang lo kiếm tiền đóng thuế để trả nợ cho Việt Nam á, nên là chú đừng có chú đừng chú cũng chỉ là hàng con nợ thôi à, chú đừng nói nữa chán lắm. Nhưng Mình ở nước nước văn hóa văn minh, mình học có kiến thức đi chú ơi. Thấy không, mạng anh bị giật rồi đó, nói coi, giật giật à. đúng rồi mới vừa có nhưng mà hết rồi. Ừ, À, giờ hết rồi nè. cô Hoa phải phải cô Hoa phải phải như thế này nè, cô Hoa yên tâm.
an ninh Việt Nam họ có sự chuẩn bị và họ có một cái kế sách rất là hợp tình hợp lý, nên cái vấn đề mà cô sợ đàn áp nó thật sự nó không có đến nỗi phải đàn áp cô. Nhưng có những cái thành phần mà gọi là cố tình muốn tỏ vẻ đó, thì những cái thành phần thì chắc chắn nó bị đàn áp. Chứ còn như những người dân á, thì thực ra một số người họ bị lợi dụng cái sự nhẹ dạ cả tin của họ, họ đi á, thì khi mà gặp an ninh nó, con nói thật cô, ngày hôm nay á, con nhìn rồi, những cái người đó mà gặp được cái người an ninh thôi, mặt thì xanh cắt không còn giọt máu, tay mà cầm cái điện thoại cũng không muốn vững nữa, thì làm sao mà có cái sự đó được cô. Nhưng mà chỉ có một số những cái thành phần đó mà gọi là cứ nghĩ rằng là ra oai thôi. Nhưng cô thấy kể cả những cái thành phần sừng sỏ nhất đó đã từng đối diện với an ninh luôn, nhưng mà hôm nay khi mà đã gặp an ninh rồi cũng ngoan ngoãn. Ông Hùng Phạm, ông không có biết gì về chính trị hết, ông chỉ là một cái người bị nhồi sọ thôi. Có cái câu nói mà Ba Que nó hay nói về người Việt Nam, là người Việt Nam bị cộng sản nhồi sọ, bị bưng bô cộng sản. Nhưng mà phải nói là chú mới là người bị Việt Nam Cộng Hòa nó nhồi sọ, mà chú cũng bị cộng sản nhồi sọ luôn. Cộng sản nhồi sọ vô trong đầu chú với tư tưởng là Này cộng khỏe sản cỏ. sẽ phát triển là chú sẽ đau lòng lắm. Vân ơi là Vân, anh khổ lắm rồi. Sáng nay anh đi chung với anh Bình Dương, anh đi kiếm những cái người. Hôm qua em cũng biết là có một số người hâm đánh anh đó, anh phải đi kiếm người ta để anh có gặp thì anh còn xin lỗi người ta nữa đó. Rồi rốt cuộc là không kiếm được anh Bình Dương, thấy anh tội nghiệp quá, anh Bình Dương mới dẫn anh đi ăn để mà bồi bổ lại đó. Hả, đi về thì giờ anh rất là mệt, anh phải ăn 2 muỗng sữa chua để mà ổn định sức khỏe cũng như là đầu óc tinh thần, tình hình nói chung là nhiều lắm, để còn mai còn phải làm việc nữa em. Đúng. Cô Thảo Nguyên, cô nhắc con nhớ lại cái câu mà ngu mà biết mình ngu thì đâu có ngu, ngu mà không biết mình ngu mới là ngu đó. Trung đọc cái comment của Haru Trần là quéo cỏ rồi, phải lấy nhiếp mà. Không phải lấy nhiếp đâu Haru ơi, phải là gọi là gạt cái kìm. Cái nhiếp gấp không được, cây kìm. Ơi, Ừ, sướng nghe quá chú Hùng chưa? ơi, Ôi trời ơi. sướng lắm, sướng lắm. Mà chú Hùng, chú Hùng Phạm biết Thấy không, thính bay lung tung rồi nha. chú Hùng Phạm biết không, chú ở bên đó á, là chú ăn bơ bơ thừa sữa cặn với con ở bên đây, là con lao động đó, con kiếm tiền con mua này con ăn đó nha, chứ không phải là con ăn bơ thừa sữa cặn như chú đâu. Không có lấy kìm mới kéo qua được Haru ơi, lấy nhíp không kéo qua được đâu. Chú Tư hỏi người ta là cái thứ gì mà lên tiếng đúng không, chú Hồng Phạm không cần trả lời, để con trả lời cho chú Hồng Phạm. Chú nói là tao là cái thứ chúng chúng tao là cái thứ vượt biên được chưa đó, chứ không phải chú trả lời chú Tư vậy đó, tao vượt biên. Giờ tôi là người phát ngôn của chú Hồng Phạm nha, ai muốn hỏi gì nói đi, tôi trả lời cho. Sáng nay ai kêu anh Tân Hữu không chịu đi chi? Tân Hữu mấy mấy ngày này là Tân Hữu im hơi lặng tiếng đâu mà Tân Hữu ơi. Sáng nay đi còn gặp được chú Hoàng nữa nè đó, gặp được anh Bình Dương nè đó. Đúng rồi, đúng. Chú ở về, chú Hồng Phạm chú nói là hả, chú không sợ cộng sản mà chú Dạ không dạ dám đúng rồi về. cô Nguyễn Hoa. Thì ai đau lòng đó thôi. Nhưng mà mong rằng là cái người dân của mình hiểu được, đúng không? Còn những người khác chiến tuyến thì không cần phải chống phá để làm gì nữa. Con Nguyễn Hoa Bây chắc là đang ở bên giờ Mỹ hả ta? Đang bên nước ngoài mình hả? chống. Đúng rồi, cô đang ở bên Mỹ. Giờ chú anh Bảo Vũ đừng có hỏi vậy, bởi vì nói là chú Hồng Phạm đi học cái cách làm người đó là không kịp nữa rồi, sắp chết rồi sao học học không kịp nữa. Làm sao mà kịp. Em nói với các anh chị ở đây nghe là chú Hùng Phạm á, chú đã bị thằng 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 thằng, thằng trời, con có tiền chú, cứ vấn đề là con có tiền
chú ham ăn hay không ham ăn nó không quan trọng, vấn đề là phải có tiền, đâu phải chú ham ăn mà chú không có tiền chú lấy gì chú ăn. Chú bởi vậy có nhiều cái chú sân si ngộ quá. Thôi đã có chỗ chôn rồi. Ủa chú Hồng Phạm, thí dụ như lỡ mà chú chết chú có được chôn ở ngay nhà chú đang ở không chú Hồng Phạm? Không biết chết có được chôn ngay nhà mình ở Bình Dương. Chú Hồng Phạm mà lỡ chú chết chú có được chôn ngay nhà chú ạ? Sao sao nói đi. Em hỏi là nếu mà chú Hồng Phạm mà chú chết chú có được chôn ngay nhà. Nó bị da Anh nói gì mạ, nó vậy? bị kém mà nó giật 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 rồi. À. Trời ơi, sao chú kỳ quá à? Con nói thiệt chú Hồng Phạm nha, nãy giờ tôn trọng chú mà làm như chú chọc cái miệng con hay gì á. Nhưng mà thôi, mình sẽ nhu mì thôi. Mình sẽ không chửi chú Hồng Phạm đâu. Nên là chú Hồng Phạm đừng có chọc mà con tức nữa. Con cũng không có tức đâu. Nó Tại đó giật giật con anh không căn nghe bản là chung con biết để là anh tắt xuống. Khoan khoan chung tắt xuống nó giật giật quá anh không nghe được cái gì luôn. rồi rồi nghe rồi. Chờ chút nha, chờ chút nha, chờ chút. Chờ chút nha. Chào anh Lợi Minh. Nên ngày hôm nay thì tình hình là như vậy ha, nên thôi mình cái vấn đề đề tài của anh Hùng Phạm thôi anh em mình bỏ qua đi. Để chờ anh reset máy lại cái đó.